Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 26 tháng 8 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đầu Hương Bến Tre choảng nhau to, Nguyễn Thành Phong bị đò ván. Ghế Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về nguyên tắc là cao hơn ghế Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tuy nhiên, vì quyền lợi kinh tế thì chức Phó Bí thư thường trực không ngon bằng. Mà làm chính trị nắm tiền nhiều cũng là một cách để xây dựng sức mạnh và tiến lên. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng dùng cách như vậy mà đã xây dựng thành đế chế hùng mạnh một thời, lấn át cả quyền lực của Tổng Bí thư. Chính vì thế, chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố luôn được xem là vị trí số 2 sau chiếc ghế của ông Bí thư. Đây là hình ảnh Phan Văn Mãi. Việc Thành phố Hồ Chí Minh có hai Phó Bí thư Thành ủy làm người ta bàn tán về việc một trong hai sẽ phải ra đi. Và chuyện Nguyễn Thành Phong sẽ phải ra đi được nhiều người đề cập từ nhiều tháng nay. Thực ra thì một rừng có hai căn hộ ở Bến Tre là không bền. Trước đây, Thành phố Hồ Chí Minh có hai người Tây Ninh là Nguyễn Văn Nên và Trần Lưu Quang, thì cuối cùng Trần Lưu Quang phải rời khỏi thành phố ra Hải Phòng. Và nay thì hai con hổ Bến Tre cũng khó mà đứng vững được. Ông Nguyễn Phú Trọng không muốn hai con hổ được nhốt chung vào một lồng. Nếu nhốt chung thì trước sau gì cũng đấu đá cắn nhau. Khi Phan Văn Mãi còn là bí thư tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Thành Phong ủng hộ Trung ương chọn Phan Văn Mãi thay cho Trần Lưu Quang. Tuy nhiên, khi Phan Văn Mãi về thành phố thì quyền lợi chính trị bị va chạm nên khó mà có chuyện hòa thuận cho được. Được biết, ông Phan Văn Mãi mới về thành phố chưa lâu mà đã nắm chiếc ghế béo bở và nơi mà ông ngắm đến là chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Và tất nhiên, cuộc đấu đá giữa hai con hổ tranh nhau giành địa phận là khó tránh khỏi. Với Phan Văn Mãi thì chiếm chiếc ghế chủ tịch là mục đích trước mắt, và ông ta đã đạt được khi Trung ương đã thuyên chuyển được Nguyễn Thành Phong về Trung ương làm phó ban kinh tế, một chức hữu danh vô thực và dường như đang trực chờ những bước kỷ luật tiếp theo. Phan Văn Mãi thành công vào ngày 24 tháng 8, báo chí nhà nước Cộng sản Việt Nam đồng loạt thông báo ông Phan Văn Mãi trở thành tân chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là từ khi được thuyên chuyển từ Bến Tre lên thành phố, ông Phan Văn Mãi chỉ mất có 2 tháng là đã chiếm được chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Quá nhanh. Từ tháng 1 năm nay, ông Phan Văn Mãi được giao chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, chính thức được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thay cho ông Nguyễn Thành Phong. Sau khi có quyết định thuyền chuyển Nguyễn Thành Phong thì vào ngày 24 tháng 8, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thay ông Nguyễn Thành Phong mang tính chiếu lệ. Bởi trong trò bầu cử này chỉ có mình ông Phan Văn Mãi là ứng cử viên. Đây được xem như là sự bầu bụng mang tính chất thủ tục vì tất cả Bộ Chính trị đã quyết mất rồi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong phải rời ghế. Ông Nguyễn Thành Phong được điều về Trung ương để giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, được xem như là một hình thức giam lỏng. Từ nhiều tháng trước, ông Phan Văn Mãi tham gia vào ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, trong đó có ông Nguyễn Thành Phong, mục đích là để ông Mãi tiếp quản từ từ công việc của ông Nguyễn Thành Phong. Hiện nay, ông Phan Văn Mãi cũng đang phải chiến đấu để chống lại với đại dịch. Cơn đại dịch đang hoành hành trên thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Thành Phong đã tỏ ra bất lực. Ông Phan Văn Mãi đã cam kết cung ứng đầy đủ hàng hóa cho người dân. Trưa ngày 24 tháng 8, ngay sau khi miễn nhiệm ông Nguyễn Thành Phong, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã bầu ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với 97,95% số đại biểu có mặt tán thành. Như vậy, sau hơn 2 tháng được Bộ Chính trị điều động và chỉ định tham gia ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Mãi đã được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là chức vụ vừa có tiếng lại có miếng. Làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là điều hành một nền kinh tế lớn nhất đất nước, đóng góp cho nhà nước tới 20% GDP. Ông Phan Văn Mãi sẽ có cơ hội tạo được dấu ấn lớn trong nền chính trị Việt Nam. Và rõ ràng dư luận cho rằng ông đã lên như diều gặp gió. Ông Phan Văn Mãi là nhân vật mới nổi. Việc được điều chuyển về thành phố Hồ Chí Minh làm cho nhiều người đặt câu hỏi về gốc gác của ông tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố lớn nhất nước này.
cũng giống như ông Võ Văn Thưởng, gốc gác của ông Phan Văn Mãi, là một câu hỏi to tướng. Trong nền chính trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu gốc không lớn thì không thể nào có chuyện tiến thân nhanh cho được. Ông Nguyễn Thành Phong là người được xem là thất bại trong công tác chống dịch. Khi nhậm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Phan Văn Mãi cũng cam kết sẽ đem hết tinh thần, sức lực, khả năng và thời gian ra để cùng tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt, huy động mọi nguồn lực, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đấy là những lời sáo rỗng. Thực chất thì trong chính quyền này là phải có thân thế khủng, chứ không phải là dấn thân mà có được. Nếu là thân thế khủng thì dù sai phạm động trời vẫn tiến thân như bình thường, mà trường hợp ông Trần Tuấn Anh là một ví dụ. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi đã ngồi vào chiếc ghế của ông Nguyễn Thành Phong. Ông Mãi đã cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực thực hiện có kết quả các biện pháp phòng chống dịch nhằm cải thiện tình hình, tiến đến kiểm soát dịch bệnh, tập trung cao cho công tác điều trị, giảm tử vong, ổn định xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Ông cũng hứa chỉ đạo ngay các cơ quan chức năng của thành phố khẩn trương hoàn thiện một kế hoạch thật cụ thể để thành phố ứng phó hiệu quả với dịch bệnh và khôi phục phát triển trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn kéo dài, gắn với kiên trì thực hiện mục tiêu, nghị quyết của Đảng bộ thành phố và nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2025. Ông Phan Văn Mãi có một thuận tiện là ông vừa kế thừa di sản của ông Nguyễn Thành Phong để lại. Việc làm của ông Nguyễn Thành Phong đã quá tệ nên ông Mãi sẽ có được thành tích dường như sẽ hy vọng tốt hơn. Khi dịch đến đỉnh thì nó sẽ giảm đi. Ông Phan Văn Mãi, 48 tuổi, quê huyện Rồng Tôm, Bến Tre, Phó Bí thư Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh, chính thức được bầu vào ghế chủ tịch thành phố này thay cho Nguyễn Thành Phong, dường như đã thất bại và đầu hàng với đại dịch. Sáng ngày 24 tháng 8, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh vừa bước vào 2 tuần siết chặt giãn cách xã hội bằng thiết quân luật từ 23 tháng 8 đến mùng 6 tháng 9. Sau gần 90 ngày kể từ khi phát hiện ổ dịch trong cộng đồng và trải qua nhiều đợt giãn cách xã hội qua nhiều cấp độ tăng cường, ông Phan Văn Mãi có trình độ cử nhân tiếng Anh, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông là cán bộ trưởng thành từ công tác đoàn, từng trải qua các chức vụ như Bí thư tỉnh đoàn Bến Tre, Bí thư Trung ương đoàn, Bí thư Thường trực Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư tỉnh ủy Bến Tre, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bến Tre, Bí thư tỉnh ủy Bến Tre và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre. Và bây giờ dư luận đặt ra câu hỏi, ông Phan Văn Mãi đã quật ngã Nguyễn Thành Phong như thế nào? Ngày 1 tháng 6 năm 2021, ông Phan Văn Mãi được Bộ Chính trị điều động và chỉ định tham gia vào Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy và phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ở Sài Gòn thay cho ông Trần Lưu Quang, được điều động công tác giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng. Đáng nói là khoảng một tuần trước ngày nhận chiếc ghế chủ tịch, ông Mãi đã gây tranh cãi khi phát động phong trào lấy sức dân, chăm lo cho dân. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong đã thất bại trước một người Bến Tre khác. Tuy vậy, trên mạng xã hội đã dấy lên nhiều ý kiến chỉ trích giới lãnh đạo Sài Gòn chỉ biết nói suông về khó khăn của người dân chúng trong đại dịch và diễn giải ý nghĩa của vị Phó Bí thư là người dân hãy tự chăm lo cho nhau thay vì trông đợi sự trợ giúp của chính quyền. Ông Phan Văn Mãi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch thì bây giờ đủ biết ai thắng ai bại rồi. Thực ra chiến thắng của ông Phan Văn Mãi có bàn tay từ Trung ương đang muốn đưa ông Phan Văn Mãi sang chức chủ tịch để chống chiếc ghế Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho người khác. Còn người khác là ai thì trong bản tin tới chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thêm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày 26 tháng 8 năm 2021 với bản tin Đồng Hương Bến Tre choảng nhau to, Nguyễn Thành Phong bị đỏ vạt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Facebook và YouTube của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.